Dạ. Bây giờ xin lỗi bà con, cái phần quà này có mấy chục người à, mà tới mấy trăm người làm sao đủ cho con giao, phải không? Bà con thông cảm giúp cho con. Xin lỗi chị, không phải là cố ý, nhưng mà nhà hảo tâm có ở có mấy chục người à. Sao không có? Chừng nào chị gửi từ thiện em sẽ làm theo chị. Đây 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 đây, mời 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 chị, mời chị. Mời chị, mời mời. Quay lại. Cứ lại đây. Cứ chửi nhiều vào chị ha. Quá trời bà con luôn rồi cả nhà. Cả nhà thấy mình chỉ phát 60 mấy phiếu thôi. Bà con lại đây nè. Ai có phiếu nha, ai có phiếu lại nhận giùm con nha. Khủng khiếp với số lượng bà con luôn cả nhà. Bây giờ ai có phiếu thì vô nhận giùm con, rồi sau đó mình về. Còn con mời từ từ, đi từ từ. Con mời từ từ. Anh ơi, khoan từ từ, đợi con chút. Anh kéo cửa xuống lại em đi. Bà con, bà con không có vô nhà người ta. Anh kéo cửa lại đi anh. Con nói bà con nghe nè, chỉ những ai có phiếu mới nhận được trong ngày hôm nay thôi nha. À, cô về lại em con đi. Cô về lại em con đi. Bây giờ bà con phải nghe con, ai có phiếu mới được nhận nha. Tại vì cái số lượng nhà hảo tâm hôm nay là gửi rất là ít. Rồi 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 nè, con nói bà con nghe nè. Đây là tấm lòng của chị Anh Hư, gia đình của chị ấy bên Mỹ nha, gửi đến bà con. Một người một phần quà sẽ là một bao gạo 10kg và một bao lì xì là 100.000, để cho bà con có thể là mua những bánh mứt để chuẩn bị Tết trong năm nay ha. Con chia sẻ nè, bữa nay mà ai mà chưa có phiếu á thì thông cảm giúp cho con di chuyển về giúp con. Tại vì cái số lượng phần quà hôm nay rất là ít, thành ra là không thể nào con gửi được hết cho bà con nha. Bà con thông cảm giúp cho con. Con này lượm dây chai ngày hôm qua mình gặp, nha con gửi cô. Dạ. Đây con gửi cô. Dạ, tấm lòng của cô Anh Thư nha bà con. Dạ. Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2022 nha cả nhà. 11 tháng chạp rồi đó cả nhà. Xuân Nhâm Dần năm 2022 thì mình tiếp tục có nhận được số tiền ủng hộ của nhà hảo tâm, đó là của chị Anh Thư ở bên San Jose ở Mỹ đó cả nhà. Có gửi về cho mình là 700 đô để muốn trao đến những cái phần quà đến tay của những hoàn cảnh khó khăn ở khu vực khóm 2 phường 3, cùng với những hoàn cảnh mà khó khăn mua bán vé số lớn tuổi ở tại thành phố Vĩnh Long đó nha. Thì vào sáng nay là khoảng chừng hơn 8 giờ một tí thì mình sẽ tiến hành mình trao tấm lòng của chị Anh Thư ở San Jose ha. Với mỗi cái phần quà sẽ là một bao gạo 10kg, kèm theo đó là một bao lì xì trị giá là 100.000 đồng đó. Thì mình đã tính ra là khoảng 64 phần. Thì bây giờ bây giờ cũng là buổi tối rồi thì mình sẽ chuẩn bị trước nha cả nhà, để xem chúng ta sẽ được bao nhiêu tiền Việt Nam đồng, rồi ngày mai chúng ta sẽ tiến hành cho đến những hoàn cảnh khó khăn với cái phần quà của chị Thư ở bên Mỹ. Bây giờ thì cũng gần là 7 giờ tối rồi nha. May mắn là còn tiền vàng từ bên đây chưa đóng cửa, mà ra mình vẫn còn đổi được. À sếp, đổi giùm em 700. À cái này anh đổi giùm em tờ 100.000 nha. Dạ. Rồi cả nhà xem ha. Cả nhà cùng đợi xem buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đổi được bao nhiêu với 700 đô la Mỹ trong ngày 13 tháng 1 năm 2022 cả nhà ha. Cả nhà đợi mình tí nha. Dạ rồi cả nhà, thì đối với 700 đô trong buổi tối ngày hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2022 thì với tỷ giá là 100 đô la chúng ta sẽ được là 2.348.000. Đối với 700 đô thì chúng ta sẽ được là 16.436.000. Thì vào lúc trưa mình đã có đặt là 640kg gạo. Thì mình đã tính ra là mỗi cái phần quà như vậy sẽ là 250.000 với 100.000 đồng tiền mặt vào bao lì xì. Kèm theo đó là một bao gạo 10kg là sẽ trị giá là 150.000, thì là sẽ được 64 phần, là tương đương mình đã tính là 16 triệu
Còn 436.000 thì mình sẽ dùng để mua bao lì xì. Còn dư bao nhiêu thì mình để xem những cái hoàn cảnh mà khó khăn ngày mai á. Mà nếu mà vượt quá số lượng thì mình còn mấy trăm ngàn dư đây của nhà hảo tâm. Đó là của chị Anh Thư ở San Jose, Mỹ. Thì mình cũng sẽ tùy cơ ứng biến để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn cho hết tấm lòng của chị ấy ha cả nhà ha. Vào ngày mai là ngày 14 tháng 1 năm 2022, tức là 12 tháng chạp nha cả nhà. Rồi, hẹn cả nhà vào ngày mai nha. Dạ rồi cả nhà ơi, thì bây giờ cũng là buổi sáng rồi. Thì mình sẽ vào trong đây là 64 bao lì xì. Mỗi bao là 100.000 theo nguyện vọng của nhà hảo tâm là mong muốn gửi đến những hoàn cảnh khó khăn. Một bao gạo 10kg và một bao lì xì là 100.000. Thì đây là mình số lượng bao lì xì mà dư những cái đợt trước á, mình gom lại để xem được bao nhiêu bao. Rồi chút xíu nữa mình sẽ ghé xuống dưới chỗ bán bao lì xì để mình mua thêm nha cả nhà, để bỏ vào. 21, 64, vậy là còn 43. 43 bao nữa nha cả nhà, chúng ta phải mua thêm. Rồi cả nhà đợi một chút. Dạ rồi cả nhà ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng đi xuống chỗ phát quà cho bà con trong buổi sáng ngày hôm nay nha cả nhà. Hiện tại bây giờ mình mới chạy ra khỏi nhà thôi. Đây là đường Phạm Hùng, phường 9. Mình sẽ cùng mời cả nhà ha xem cái quan cảnh của thành phố Vĩnh Long trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng như là xem cái tuyến đường chúng ta sẽ đi đến cái chỗ mà phát gạo. Rồi kèm theo đó là chúng ta cũng đi ngang chỗ bán bao lì xì á. Để mình mua bổ sung thêm cho đủ cái số lượng mà bao lì xì của nhà hảo tâm mà muốn gửi đến. Thì mình xin nhắc lại với cái nhà ha, chia sẻ lại với cái nhà, đây là tấm lòng thiện nguyện của chị Anh Thư ở bên San Jose, Mỹ. Muốn gửi đến những cái phần quà Tết cho bà con ở khu vực khóm 2, phường 3 với những cái hoàn cảnh mà khó khăn ở gần đó. Thì chính tay mình cũng chia sẻ với cái nhà luôn, khóm 2, phường 3 thì mình chỉ mời được vài hộ thôi, tại vì mình cũng không có thể nào biết được cái số lượng người khó khăn ở khu vực đó nằm ở khúc nào là mình mời chỉ được vài hộ thôi. Còn bao nhiêu á là mình gặp trên đường phố, những người chạy xe lôi, những người lụm ve chai, cũng như là những người bán vé số mà những cái lần trước mà chưa có duyên á, thì mình đều mời dẫn trong ngày hôm nay thông qua những tấm phiếu mà mình phát vào buổi trưa, buổi chiều và buổi tối ngày hôm qua nữa nha. Chính tay mình đưa những cái lá phiếu ngày hôm qua là khoảng trên dưới 60 phiếu á. Đây là đường Lê Thế Tổ, phường 2 cái nhà ha. Thì cũng chia sẻ với cái nhà luôn, thì đối với những cái nguyện vọng của nhà hảo tâm sẽ có những cái nguyện vọng khác nhau, thì mình cũng tùy theo cái tình huống thích hợp mà mình sẽ gợi ý với nhà hảo tâm. Tại vì có những nhà hảo tâm muốn phát ở những cái tỉnh khác, hay là những nhà hảo tâm muốn phát ở khu vực nào đó, thì là mình đều chia sẻ và mình đều để ý. Đó, cái nhà thấy là đây là đường Lê Thế Tổ, phường 2 nè. Cái nhà có thể thấy được là những cái đèn. Những cái đèn hoa xuân ở tại Vĩnh Long trong năm nay, đây là cái điểm khác biệt lớn nhất đó cả nhà. Đi ban ngày thì cả nhà mình chưa có thấy được cái màu sắc nữa mà. Bữa nay là mình thấy một cái điểm khác biệt, đây là đã có một cái bộ bán cây mai lên rồi nè cả nhà. Hình như không phải một hộ mà mình thấy vài hộ rồi. Chắc có lẽ là trong ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với cái nhà về những cái chỗ bán hoa kiển đang bắt đầu lên rồi nè. Bữa nay là mùng 12 đúng không ạ? Ngày 14 tháng 1 năm 2022. Đây chúng ta ghé mua bao lì xì nha cái nhà, để chúng ta sẽ gửi vào thêm. Chắc có lẽ là đây là nơi là thấy rất là đẹp không ạ?
Bà chủ ơi, bán con 10 sắp. Dạ. 10 sắp này đi 10. Cái này con lấy đầu tiên nè. Dạ không, bây giờ còn cái nào khác để em lấy cái ta. Con cọp con này chưa lấy nè. Đây. Cọp rất là dễ thương. Đấy nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Đây, 10 sắp bà chủ ơi. 10 sắp, 10 sắp. Bây giờ mình sẽ đứng đây để mình bỏ vào trong những cái bao lì xì luôn nha cả nhà. 2, 4, 6, 8, 10, 10 sắp hen. Rồi, cả nhà đợi mình cái. À không, à, anh đứng đây anh vô luôn. Đây cô chủ ơi, gửi tiền. Rồi, em cảm ơn anh. Mấy sắp con, mấy sắp con trai. Dạ 10. Dạ. 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 Giờ chúng ta sẽ đứng đây để chúng ta bỏ những cái phần quà của nhà hảo tâm vào luôn nha cả nhà. Tại vì mình không có còn nhiều thời gian nữa. Tại vì một khi mà xuống đó thì bắt buộc mình phải gửi nhanh nhất một cách có thể. Một cái bao lì xì như vậy thì mình mua là bà chủ để giá cho mình là 4.600 cái nha cả nhà. Giá rất là phải chăng. 4 5 5 là 30. 6 7 7 cái bọc trong là 42 bao lì xì. Mà hồi nãy là mình cần 43 bao, nên mình phải lấy thêm một bao nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng gửi vào nha cả nhà. Tại giờ tối hôm qua thì mình đi phát những cái tờ phiếu á, hơi trễ. Ra là chỗ bán bao lì xì nghỉ thì mình không có mua kịp. Bắt buộc sáng nay mình cũng tranh thủ như vậy. Rồi bây giờ thì thôi thì để mình quay chia sẻ với cả nhà ha. Đó. Để em quay chia sẻ với cái nhà về những cái cảnh xuân nha. Ở chỗ tiệm Minh Tấn Phát đang bán nè. Để cho cả nhà cùng cảm nhận chung với mình về cái không khí xuân hôm nay đã đến rất là gần rồi. Trước tiên thì chúng ta có thể xem bên đây. Đó. Những cái chỗ mà đồ sinh nhật cũng như là đồ cưới nha cả nhà. Đó. Đồ năm mới đây. Khu vực này là bao lì xì cũng như là những cái lọc lịch lóc. Một tiền cưới thì bên trong. Mình quay như vậy để cho cả nhà cảm nhận được cái không khí mùa xuân đó, ở tại Vĩnh Long của mình. Hôm qua những cái điểm mà bán những cái tấm liễn hay là những cái đồ trang trí xuân.
những cái câu chúc đó cả nhà, những câu liễn chúc rất là ý nghĩa luôn. Những cái hàng quán hay những cái khu du lịch đó cả nhà. Đó. Hoặc là mà ai muốn trang trí xuân đó, thì đây là một trong những địa điểm để cả nhà có thể là rất là nhiều món để cả nhà lựa chọn ha. Giá cả rất là phải chăng thì sẵn mình quay chia sẻ luôn với cả nhà. Năm trước mình cũng có quay nữa, nhưng mà năm trước thì mình quay ít hơn năm nay. Sau hơn một năm thì mình cũng rút được nhiều kinh nghiệm đó. Linh vật của chúng ta là những chú cọp rất là dễ thương ha. Không chưa đủ nha cả nhà. Giá đây thì rất là rõ ràng và công khai để các nhà có thể là xem với cái nào là phù hợp với cái túi tiền của mình đó, cũng như là công việc của mình. Những cái bông hoa mai như vậy là 10.000, 5.000 một bịch này cái này, 5.000 bịch được mấy cái, được 5 cái, rất là đẹp nha. Hoa đào cũng như vậy, hoa đào hình như có 4 cái thôi, à không, hoa đào này nhỏ nhỏ hơn thì được 6 cái nha. Trái cầu mà mai như vậy là 30.000. Một bịch đào như vậy chỉ có 10.000 thôi cả nhà. Đó, dưới đây là những cái bông hoa mai, hoa đào dán lên tường đó cả nhà, hay là kiến. Ở đây thì bán theo ký nha, 220.000 một ký. Rất là nhiều bông luôn. Bịch hoa mai thì cũng chỉ có 10.000 thôi. Năm trước mà cả nhà mua chừng hai mấy Tết là gần như nó không còn đầy đủ như vậy để cả nhà lựa chọn nữa cả nhà. Mai đây chúng ta có hai màu nè, một cái mai vàng lợt và một cái mai vàng đậm nè. Còn hoa đào thì rẻ hơn, hoa đào chỉ có 140.000 ký thôi. Đào này đào lợt nè cả nhà, đào này đào chùm. Một chùm như vậy sẽ được 5 bông. Những cái nụ hoa mai nè. Đây thì 10.000 một bó như vậy nè cả nhà. Giá phải chăng. Những lồng đèn này nó rất là bự luôn nha cả nhà. Rồi vậy có vẻ như là chúng ta đã bỏ vào xong rồi đó. Những chiếc khóm. Khu vực này là khu vực cầu lộ nha cả nhà. Cả nhà thấy là cầu lộ cũng đã trang trí những cái đèn ở hai bên đó. Đẹp lắm đây nha, 200.000 một cặp. Rồi, dưới đây cá chép đưa táo 150 nha cả nhà. Này đẹp nè, phúc bản có sáng đèn, 450.000 một cặp, to lắm cả nhà. Ô cái này nguyên một cái miếng như vậy được trang trí vào trong đây thì 500.000 cái này. Nhà mua cái này về thì khoảng mất công phải trang trí luôn mà. Những lì xì nhỏ nhỏ vậy cũng có thể thấy thương nè cả nhà. 5.000 miếng thôi.
này đều 5.000 hết nha cả nhà. Rồi thôi chắc có lẽ mình sẽ đi phát cho bà con nha cả nhà, tại vì cũng hơi trễ rồi, mình sẽ quay chi tiết với nhà sau nữa nha. Sau 49 bao cộng hết hai cái là nhiêu? Cộng hết hai cái là 64 bao mới đủ. Nhà đợi mình tí nha, đợi mình đếm lại một cái. Tại nếu mà mình bỏ dư thì nó sẽ thiếu cái tiền gạo. Hôm nay những cái món mà được sắp sẵn vào như vậy nè cả nhà, để trang trí những cái góc xuân để chụp á, giá nó cũng rất là phải chăng cả nhà, chỉ có khoảng từ 200 mấy thôi. Cái này là cái điểm khác biệt lớn nhất của xuân năm nay so với xuân năm trước mà mình không thấy nè. Hôm nay là được tạo cái như vậy sẵn luôn cả nhà, cái combo, người ta gọi cái combo đúng không ạ? Cái này thì 400, bên đây thì 300, cái trên đây nhỏ hơn tí thì 250. Này, xuất sắc. 64 không? Nhiêu? 70 thì rút ra lại, rút ra lại 6 bao. Rút ra lại 6 bao, lấy tiền ra, bỏ vô cọc kia tại vì đủ tiền gạo. Mình nghĩ là đối với cái số lượng phần quà ngày hôm nay thì chắc chắn bà con sẽ đến rất là đông luôn, và chắc chắn là mình sẽ không có đủ phần quà để mình gửi cho bà con rồi. Thì mình chỉ gửi đủ cái số lượng mà ngày hôm qua mình đã trao cho bà con đó cả nhà. Mình chính tay mình phát phiếu cho những bà con khó khăn. Cả nhà đợi mình tí nha. Rồi chúng ta di chuyển tiếp thôi cả nhà. Mình cũng quay như vậy để chia sẻ với cái nhà được cái quan cảnh tổng quan cái chỗ mà mình mua. Rồi chúng ta qua khu vực phường 3 thôi. Phường 3 đường Mậu Thân cả nhà ha. Mình sẽ đi đường này. Đường này là đường Lê Văn Tám, khu vực đường này là khu vực đường chợ đêm đó cả nhà. Đây ngày xưa là chỗ hai ông voi đó. Giờ là 8 giờ 43 phút rồi. Chúng thì mình hẹn bà con 9 giờ cả nha. Tại vì có nhiều cái công việc bắt buộc phải sắp xếp nó hơi chậm một tí. Thêm một cái nữa là không mời bà con quá sớm được. Với lại mà khi mà bà con những hoàn cảnh mà có phiếu á, lại nhận một cái là mình phát một cái thay mặt đạo tâm một cái ào luôn. Sau đó mình di chuyển. Chứ tại vì cái số lượng phần quà nó không có
có đủ chi á, thành ra bắt buộc mình phải dùng cái phương pháp phát phiếu thôi. Chứ thật sự mà mình hẹn hay mình mời thì nó là nó rất là khó luôn. Tại cái nhà chút xíu thì cái nhà sẽ thấy cái số lượng như thế nào ha. Tại vì kinh nghiệm của mình thì mình đã phát thay mặt các nhà hảo tâm cũng từ hồi năm trước tới năm nay rồi. Ra mình cũng có ít nhiều về những cái kinh nghiệm, cái số lượng người nhận cũng như là gợi ý về những cái phần quà để phát cho bà con ở từng cái khu vực khác nhau ở Vĩnh Long nha cả nhà. Còn ở những cái tỉnh khác thì mình cũng có phát như là Sa Đéc nè, Cao Lãnh nè, vân vân, thì cũng có mình cũng có phát vài lần. Nhưng mà nói chung những ngoài gặp bà con đó thì lâu lâu mới gặp một lần thôi, hoặc là mới gặp chỉ có một lần một thôi, thì ra cũng rất là khó nhớ để mình có thể kiểm soát được. Chúng ta vừa bước vào khu vực đường Mậu Thân nha cả nhà. Sẵn đây là mình cũng phải chia sẻ luôn về cái quan cảnh mà đi đến mà nơi một cái điểm phát thiện nguyện, cũng như là một trong những cái nơi ở của nhà hảo tâm trong ngày hôm nay là gia đình của chị anh Thư ở San Jose, Mỹ. Đây là cái đoạn đường mà đang được nâng cấp đó cả nhà, với mở rộng sau những năm tháng mà phải chịu ngập lũ rồi cả nhà, ngập rất là dữ dội luôn. Thì đối với công trình ở đường Mậu Thân này á, theo như là mình được biết thì khoảng là tới hết tháng 7 năm nay nè, năm 2022 nè, thì đoạn đường sẽ được hoàn thành. Giờ mới tháng 1 thôi. Cả nhà xem là bây giờ hoàn cảnh khó khăn tới rất là đông luôn rồi. Quá trời bà con luôn rồi cả nhà. Cả nhà thấy mình chỉ phát 60 mấy phiếu thôi. Bà con lại đây nè. Ai có phiếu nha, ai có phiếu lại nhận giùm con nha. Khủng khiếp với số lượng bà con luôn cả nhà. Cả nhà thấy bà con bắt đầu di chuyển lại rất là đông luôn, một cái số lượng mà kinh hồn luôn. Bữa nay có 60 mấy phiếu thì cũng rất là khó để cho mình có thể là gửi đến hết cho bà con nè. Cả nhà xem bà con lại đông lắm. Dạ. Dạ ngoại đợi con xíu. Anh ơi. Dạ khoan đợi con chút. Cái nhà thấy số lượng bà con đang đi di chuyển lại rất là đông đúng không ạ? Bây giờ con chia sẻ luôn nha. Đối với những ai mà chưa may mắn á, chưa có phiếu á, thì về nghỉ ngơi giùm con. Tại vì bữa nay là nhà hảo tâm người ta phát chỉ có bao nhiêu phần này thôi, con không thể phát hơn được. Bà con, chỉ có ai có phiếu mới nhận được trong ngày hôm nay. Tại vì cái số lượng phần quà rất là ít, thành ra là con không thể nào con gửi hết cho bà con được nha. Thành ra con nói là những ai chưa có phiếu trong ngày hôm nay thì mình di chuyển về giúp con, con không hỗ trợ được thêm nữa. Càng lúc càng đông rồi, bà con đợi cho con chút con giải quyết luôn. Bây giờ ai có phiếu thì vô nhận giùm con, rồi sau đó mình về. Còn con mời từ từ đi, từ từ con mời từ từ. Anh ơi khoan, từ từ đợi con chút. Anh kéo cửa xuống lại em đi. Bà con, bà con không có vô nhà người ta. Anh kéo cửa lại đi anh. Con nói bà con nghe nè, chỉ những ai có phiếu mới nhận được trong ngày hôm nay thôi nha. Cô về lại em con đi. Cô về lại em con đi. Bây giờ bà con phải nghe con, ai có phiếu mới được nhận nha. Tại vì cái số lượng nhà hảo tâm hôm nay là gửi rất là ít. Rồi nè, con nói bà con nghe nè. Đây là tấm lòng của chị anh Thư, gia đình của chị ấy bên Mỹ nha, gửi đến bà con. Một người một phần quà sẽ là một bao gạo 10 kg và một bao lì xì là 100.000 để cho bà con có thể là mua những bánh mứt để chuẩn bị Tết.
trong năm nay ha. Con chia sẻ nè, bữa nay mà ai mà chưa có phiếu á thì thông cảm giúp cho con di chuyển về giúp con. Tại vì cái số lượng phần quà hôm nay rất là ít, thành ra là không thể nào con gửi được hết cho bà con nha. Bà con thông cảm giúp cho con. À anh ơi, anh truyền gạo qua giúp em với. Dạ dạ, khoan khoan. Ai có phiếu là sẽ nhận được, mình không có chen lớn nha. Biết rồi, biết mình rồi. Nhường nhịn cho người nhận cũng như là người di chuyển ra. Dạ giờ dạ, khoan đợi con xíu. Khoan gì, bây giờ ngoại vô thì ngoại phải đứng đợi em con, chứ giờ ngoại ra cũng không được nữa nha. Dạ đây con sẽ đưa, không có cãi nhau. Đây là cô hoàn cảnh này là lụm dây chai nha cả nhà. Đây con gửi cô. Dạ. Dạ, từ từ bà con, nhường nhịn nhau để cho di chuyển ra. Di chuyển ra thì con mới đưa tiếp được. Không có len, không có chen. Bà con như vậy là làm sao con gửi được? Đây ngoại đưa con, Đây con gửi ngoại. Ngồi bóp vỏ vừa con. Dạ đưa con, con đã nói là có phiếu là có nhận mà tại sao lại chen như vậy nữa? Cảm ơn con. Dạ, tấm lòng của cô anh Thư. Từ từ bà con. Phiếu của chú đâu? Không có thì không có gửi được. Con nói là đủ cái số lượng rồi. Dạ. Đây là tấm lòng của cô anh Thư nha. Bà con không có chen nữa nè. Mình nhường nhịn nhau một chút để con gửi. Đây con gửi ngoại. Dạ tấm lòng của cô anh Thư nha. Cầm bao lì xì cho kỹ nha ngoại. Dạ đây con gửi ạ. Dạ khoan từ từ để em sẽ gửi. Tấm lòng của cô anh Thư. Dạ gửi chị. Dạ cứ từ từ là con sẽ gửi hết bà con mà. Đây con gửi cô. Dạ. Con gửi ngoại. Dạ. Con này lượm như chai ngày hôm qua mình gặp. Dạ con gửi cô. Dạ. Đây con gửi cô. Dạ tấm lòng của cô anh Thư nha bà con. Dạ. Ngoại coi chừng rớt tiền. Cô coi chừng rớt tiền. Cứ đi từ từ giùm con cái. Đây con gửi chú. Cảm ơn. Dạ. Bà con đợi con chút. Ai cũng có mà, con đã phát phiếu là có mà. Mình nhường nhịn giùm nhau con cái để cho lịch sự với nhà hảo tâm người ta còn gửi nữa. Chứ mà giờ mình hỗn loạn như vậy là người ta không gửi nữa là bà con không có nhận được nữa đó. Dạ. Dạ. Dạ cứ từ từ thôi mấy ngoại. Con gửi ngoại. Tấm lòng của cô anh Thư. Dạ dạ mời đưa đây con. Mời đưa đây con lấy nha. Ginh giúp bà ngoại con, ngoại không thấy đường nữa. Dạ, đây con gửi ngoại. Dạ, tấm lòng của cô anh Thư. Dạ đây, con gửi cô. Dạ, cô này bán vé số, con này cũng vé số luôn. Anh giữ em cái. Ginh gạo phụ giúp em nha. Con gửi cô à. Dạ. 10 không được, 10 ơi, càng ngày con hết. Con hết rồi, cái số lượng nó quá ít đi. Thành ra là chỉ có những người. Dạ. Dạ con gửi. Đây, gửi gì hiểu. Dạ, từ từ. Đây em gửi gì? Đây là tấm lòng của anh Thư ở Mỹ nha bà con. Dạ. Đây ngoài đưa con. Ngoài kinh nổi không ngoài? Gán giúp con nha. Cái phiếu này không phải. Cái phiếu này bây giờ cô vô đây. Cô vô này tính sau, nếu mà chút xíu còn hay không thì con tính tiếp. Dạ. Cô đó cô đợi con chút. Dạ. Dạ không được Mười ơi, thông cảm với con đi, bữa nay số lượng ít lắm. Dạ con gửi cô. Dạ cô anh Thư. Dạ. Chị, ủa chị em đưa nào ta? Hôm qua luôn. Lúc nào? Chỗ Hoàng á. À đây.
Dạ. Đây. Rồi con gửi cô. Dạ. Rồi lụm dây chai nha cô. Dạ. Đây tấm lòng của cô Anh Thư nha bà con. Cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Rồi rồi rồi, đợi em chút, đợi em chút. Đây con gửi cô nha. Dạ. Đây em gửi chị nha. Rồi về đi bán nha, tấm lòng cô Anh Thư ở Mỹ. Rồi chúc bà con năm mới vui vẻ nha. Dạ. Dạ rồi rồi rồi. Rồi chúc bà con năm mới vui vẻ nha. Ờ ngoại ơi, con lại không có đủ phần ngoại ơi, chứ không phải con không muốn cho. Con biết, con biết. Khoan ngoại, bây giờ ngoại đợi con chút nữa đã. Con giải quyết những đây em gửi chị. Đây ngoại vô đây, ngoại ngoại đứng bên đó. Khoan khoan khoan, từ từ. Đây 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 gì đó, đây gì đó. Rồi tấm lòng cô Anh Thư nha. Dạ. Đây 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 đây, con gửi không hả? Tấm lòng cô Anh Thư nha. Dạ không không không, thông cảm giúp em. Dạ. Đây em gửi chị ha. Dạ. Dạ. Bà con thông cảm giúp con cái. Dạ dạ, của cô Anh Thư ở Mỹ. Dạ. Đây em gửi chị. Dạ. Dạ cô đưa đây con gửi cho. Ngoại ơi thông cảm con đi, nó không có đủ cái số lượng. Con biết, con biết hoàn cảnh của ngoại. Ngoại vô đi con tính sao. Cô không được. Tại vì những cái hoàn cảnh mà mình mời vô là những người mà mình đã bắt gặp mua bán ở trên đường, cũng như là có vô nhà rồi mình mới biết. Dạ không được, không được, không được. Con biết cô rồi mà cô đợi con chút. Con tính sao? Dạ. Dạ. Không 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 không, không có vô nha. Dạ. Dạ, gửi chị nha. Rồi rồi rồi. Ủa anh lãnh gì mai vậy? À quên, à, anh bắn bắp phải không? Rồi đây đây đây. Em gửi. Tấm lòng của anh Thư nha. Ngoài ngoài ra được phải không? Đây con gửi ngoài nha, tấm lòng cô Anh Thư. Dạ. Mỹ. Dạ đâu rồi, ai còn có phiếu đâu ạ? Dạ không. Con hẹn là đúng giờ, con gửi ngoài. Ngoài ngoài cầm bao thư ngoài. Dạ, bên đây còn ai có phiếu không ạ? Dạ, dạ rồi rồi. Dạ. Dạ thôi 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 thôi, con biết mà, con biết mà. Chị con gửi gì tám. Dạ. Mình cho con cái phiếu của chú đâu? Chú này chạy xe lôi ở chỗ phường 3 nha cả nhà. Hôm qua, hôm qua mình nói chung mình đưa ai ngày hôm qua là mình đều nhớ hết. Dạ dạ. Dạ của ngoại nào ạ? Dạ là ngoại chơi trai đó ha, ngoại chơi trai á. Rồi rồi rồi. Đây ngoại ơi, ngoại nhận giùm con. Dạ, lụm 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 giùm con bao lì xì. Khoan bà con. Hồi nãy là con. Ủa tại sao mà còn thiếu nhiều dữ vậy? Thôi bà con, bà con. Không được, không được, không được, không được. Không được, không được. Bà con ngoài có phiếu không ạ? Còn ai có phiếu không ạ? Ủa tại anh lãnh gì ai vậy? Nhà có ông Hoàng á, hôm qua anh đưa cho bố bà cụ á. Bà cụ à? Con Hoàng hôm trước, hôm qua anh đưa cho bốn người già á, bà ngồi nặng kìa. Bà làm được hả? Đây gửi anh. Mấy giờ rồi anh? Mấy giờ? Mới 8:50 hả? Quay bà con, quay bà con ngoài đây. Cái nhà xem á, còn rất là nhiều bà con khó khăn, chưa kể là ở ngoài đường nữa.
Khoan, bà con đợi con chút, con mới tính toán được. Ai cũng muốn giúp hết nhưng mà số lượng phần quà nhà Tâm lần này nó quá ít. Dạ. Cho chị phần, cô phần đi mình. Mình số mình ơi. Khổ thiệt chứ bà con. Liên cặp với bà ngoại đó mình. Mình. Khoan bà con nói gì? Cô đi chung với bà già, bà ngoại đó mình. Mình cho cô phần đi mình. Khoan bà con ơi, quá nhiều mà cái phần quà nó bà con thấy nó không đủ chứ đâu phải con không muốn đúng không? Bà con cũng biết mà tính con mà nếu mà nhiều là con phát rất là thoải mái. Còn cái nào mà ít ít đó là theo phải phát theo ý nhà hảo tâm, nó rất là khó chỗ đó. Tại vì biết cái số lượng nhà người khó khăn nhiều quá. Mà cái phần quà có mấy chục phần à. Rồi rồi rồi, mà con mời bác. Nói chung là còn phiếu tại con hẹn 9 giờ thì phải sau 9 giờ con mới giải quyết được nha. Chuyền ra em con, chuyền ra em con. Khoan nha bà con. 9 giờ con mới tính được. Bây giờ chưa có tới 9 giờ. Tại con hẹn bà con 9 giờ thì phải 9 giờ hoặc hơn tí. 9 giờ rồi rồi. Chưa được. Đây có đồng hồ mà chưa 9 giờ còn 7 phút nữa. Con phải đợi. Rồi con mới tính được. Con biết ở đây ai cũng khó khăn hết trơn á, con đâu có muốn bỏ ai đâu. Nhưng mà bà con có biết là thí dụ như con thí dụ nha. Con thí dụ bây giờ bà con có 1 kg cơm thôi. 1 kg cơm bà con nấu ra mà tới 20 người ăn đủ không? Đó, nhưng mà bây giờ cái số tiền thí dụ như con nhận chỉ được bao nhiêu đó thôi. Thí dụ bữa nay con giúp 64 người. Mà giờ bà con cũng thấy là tới mấy trăm người làm sao con đủ. Đó. Bởi thành ra là bà con cũng phải nghĩ cho con chứ. Chứ không phải con không muốn gửi cho bà con mà không có đủ cái số lượng để gửi cho bà con hết được. Đó, thành ra bây giờ bà con phải đợi con. Với thêm cái nữa cũng chia sẻ cho bà con luôn ha. Thí dụ bây giờ bà con mở quán đi ha, hay bán vé số thôi. Giờ bán vé số mà bà con chỉ cần đứng bán mà 10 người quay là bà con mua vé số, bà con mệt không? 10 người đứng mua bà con mua một lượt, bà con quản lý hết được không? Đó, rồi bà con nhắm có một mình con mà quản lý tới mấy trăm người như vậy đó. Rồi bà con thấy con mệt cỡ nào nữa đúng không? Bà thương cho con cái nha. Giờ đợi em con cái, phải nghe lời con, đợi con cái. Đợi sau 9 giờ con mới tính tiếp. Dạ. Bà con hiểu cho con chứ không phải con không muốn. Nói chung á, bà con á, mình nhường nhịn nhau. Nhà ở tâm nước ngoài người ta thấy á, là cái người khó khăn của mình á, là nghèo tiền nghèo bạc nhưng mà không có nghèo tình nghĩa. Thì nhà ở tâm mới gửi tiếp cho bà con. Chứ mà bà con vì một phần quà mà bà con xô xát nhau đúng không? Gia chạm đẩy té nhau thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe. Nó còn nhà ở tâm thì chắc chắn sẽ không gửi nữa. Để sẽ không xảy ra tình trạng nữa đúng không? Thành ra bà con phải nghe lời con. Mình đừng có chen lấn với xô đẩy. Giờ đây gì? Tấm lòng của anh Thư ở Mỹ, chị giùm con rồi gớt ba Thư. Dạ con xin lỗi. Con chưa có biết được, để con xem còn hay không mới tính được. Dạ. Đó cả nhà thấy khi mình hẹn 9 giờ thì có nhiều bà con đến rất là đúng giờ. Dạ đây tấm lòng của anh Thư, chị giùm con. Dạ. Anh này bán bắp xào cả nhà. Cái hộp gà nướng. Nát. Rồi tấm lòng của chị anh Thư Mỹ á. Dạ. Còn 11 phần này nha cả nhà. Bà con đợi con chút xíu mới được. Chứ bà con thấy là cái nhà này nhà của người ta chứ không phải nhà của mình. Nó không phải là công viên mà mình có thể mình vô thoải mái được. Thành ra mình cũng phải bảo vệ cho sức khỏe của người bán nữa.
Thì con chỉ mua ở đây rồi bên đây hỗ trợ là chỗ phát thôi, chứ thật ra đâu phải nhà của con. Nhà con thì càng không nên tới nữa. Tại vì đó là nhà riêng của con, thấy không? Gia đình của con lo được gia đình con mới lo được cho bà con. Chứ mà gia đình mình lo không được thì làm sao lo được cho người ngoài, đúng không? Bởi vậy thành ra là bà con phải thông cảm. Dạ chưa được, phải qua 9 giờ con mới có thể nói được. Chứ ví dụ con hẹn người ta là 9 giờ nhưng mà con kêu người ta là đi trước 8 giờ. Đó mà bây giờ chưa tới 9 giờ mà chẳng nào gửi cho bà con như vậy thì có lỗi với mấy cái người hẹn nên đâu có được. Thành ra là phải đúng giờ giấc mới được. 9 giờ cho có cả nhà xem nè, hoàn cảnh khó khăn nhiều lắm luôn, nhưng mà cái phần quà nó lại có giới hạn quá, chưa kể như người khuyết tật ngoài đó nữa. Dạ đâu ạ? Dạ đến em. Dạ đây tấm lòng của anh, của cô anh Thư bên Mỹ nha. Chị em con. Dạ. Rồi bây giờ bà con nào trên 80 giơ tay lên con. Trên 80. Dạ khoan, trên 80. Cô sinh năm mấy? 63 đâu có 80 được. Mới 6 mấy chưa được, ngoại vô. Khoan. Bà con, con nói là tại sao nhà ở Tâm muốn gửi người lớn tuổi, thành ra con sẽ có ngoại vô ngoại 80, trên 80, ngoại vô luôn, ngoại vô luôn, trên 80, từ từ đợi con chút, con mới tính được. Không không, bà luôn, vô luôn, dạ vô luôn, khoan từ từ, ngoại vô luôn ngoại, khoan từ từ đợi con chút, dạ cứ từ từ. Con Phạm Thị Minh đi chung với bà ngoại đó. Con biết, con biết. Con làm sao con không biết được. Ngoại vô đi. Ngoại sợ mất cái nón hay gì? Khoan, đợi con chút. Mấy giờ rồi? Mới 9 giờ. Dạ khoan, từ từ. 2, 4, 6. Biết. Từ từ đợi con chút. Từ từ đợi con chút. Đi với bà ngoại đó Minh. Khoan. Cái gì vậy? Đi với ngoại đó Minh. Bà con nghe lời con, từ đây tới Tết con còn phát gì dài. Mình đừng hỗn loạn. Bữa nay nếu mà mấy cô nhận á, những cái phần quà này là lần sau con phát sẽ không nhận nha. Đó con nói nha, con nói trước luôn, tại vì tại sao con lại lựa những cái độ tuổi để con nhớ mặt, để lần sau con sẽ phát cho những người chưa được nhận. Đó mấy cô hiểu với con không? Dạ khoan từ từ đợi con chút, ngoại vô đây ngoại. Dạ khoan đợi con chút, thông cảm giúp con. Khoan từ từ đợi con chút, cô đi với ngoại đó Minh. Cô lên chơi em vô. Khoan, con biết cô. Khoan từ từ, cô vô luôn đi. Cô vô, khoan từ từ. Dạ cô vô đi, nãy giờ cô ginh gạo giùm mấy người rồi. Từ từ, khoan. Để con mới xem con hoàn cảnh mới được. Trời ơi, tôi cũng khổ. Đừng mất nhà chỗ này chú Minh. Mình thiếu kìa. Không chết luôn. Dạ. Không, bà con không có vô nữa. Anh lấy phiếu mình. Này gì? Tấm lòng của cô Thư ở bên Mỹ. Khoan, từ từ, để con kiếm. 2 4 6 8 10. Từ từ. Khoan, từ từ để con xem có đã. Gì. Bà con có thấy con mệt không? Không, đừng có vô. Không có được. Con biết. Ở đây con ai con không biết. Cô vô đi. Cô đứng này cũng hơi lâu. Từ từ đợi con xíu. Khoan, từ. Bây giờ vô mà con cũng không phát thì cũng vậy thôi. Bây giờ con phải lựa người con mới gửi được. Từ từ.
cô. Trời, mẹ tôi gì đúng rồi không coi chúng mình. Mẹ khổ không chết luôn. Mình. Rồi, chị cái gì cái? Trời ơi, khổ không chết luôn. Chị gì cái gì cái? Thông cảm. Trời ơi trời. Đó, cả nhà có thấy không? Cái số lượng phần quà nó rất là ít. Đó. Đó. Thành ra nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới những hoàn cảnh xung quanh. Đó. Đó. Cả nhà thấy đó, cả nhà thấy không? Cả nhà thấy như thế nào không? Đó, vừa làm từ thiện cho bà con mà vừa phải chị nghe chị chửi như đó. Cả nhà thấy mệt không? Đó. Đó. Đó, bây giờ bà con thấy như thế nào? Đâu có dễ dàng tí nào thấy không? Mà vừa nghe chửi mà vừa bị hăm dọa nữa. Đó. Thì bây giờ con chia sẻ với mấy ngoại nè. Không có vô nha. Mấy ngoại nhận giùm con, mỗi người bao gạo giùm con nha. Đây là tấm lòng của gia đình của cô Anh Thư ở Mỹ. Dạ. Đó. Bây giờ mỗi người một bao gạo giùm con thôi nha. Đang chửi rất là nhiều, chửi thề ngoài đó rất là nhiều đối với cái người đó đó cả nhà. Đây con gửi ngoài. Rồi bà con về em con đi. Đó. Cả nhà thấy là như vậy đó. Rồi đó. Cảm ơn chúng mình. Dạ. Đây con gửi ngoài. Dạ. Dạ. Khoan bà con, vô với giấy số, nhận giùm con đi. Cô giấy số. Không, không có dình giật. Chút xíu em quay lại em trả tiền gạo nha. Khoan bà con. Đó. Đó, cứ như vậy đó. Không bà con. Không bà con. Thôi xong, con xong rồi. Rồi, thôi con di chuyển. Đó bà con thấy ta chửi con không? Lần sau con gửi. Lần sau con gửi. Lần sau con gửi chứ giờ hết chịu nổi rồi. Bà con. Đó. Bà con thấy nghe chửi không? Sung sướng gì không? Vừa mệt mà vừa nghe chửi nữa không? Đó. Rồi thôi hẹn bà con clip xong chứ giờ thua rồi. Đó, bà con có nghe chửi không? Đó. Dạ. Những người nào con gửi lần này rồi lần sau là con sẽ thấy. Con biết. Sẽ gần đây thôi. Cả nhà xem lại. Dạ rồi thôi chào bà con. Bà con thấy quá hỗn loạn chưa? Đây. Dạ thôi con ra. Chú Sáu tới đi chú. Tới cho con ra. Đây mời cả nhà xem cái người mà chửi mình đây. Dạ. Bây giờ xin lỗi bà con. Cái phần quà này có mấy chục người à. Mà tới mấy trăm người làm sao đủ cho con giao phải không? Bà con thông cảm giúp cho con. Xin lỗi chị. Không phải là cố ý. Nhưng mà nhà hảo tâm có ở có mấy chục người à. Sao không có? Chừng nào chị gửi từ thiện em sẽ làm theo ý chị. Đây mời chị quay lại. Cứ lại đây. Cứ chửi nhiều vào chị ha. Đó, cả nhà thấy những cái đối tượng như vậy đó. Không thể nào sống vừa lòng hết được. Bà đó chỉ là một cái người không. Thật sự là những người xe lăn đậu là không có hề đụng tới nhà của bà ấy luôn. Đó, nhưng mà bà ấy từ đâu xuất hiện là ra là giống như là mẹ thiên hạ với cả nhà. Đó. Mình cố tình quay để mình chia sẻ với cả nhà về cái dung nhan của bà ấy để cho cả nhà cảm nhận đó. Nào giờ nếu mà anh chị em cô chú bác nào mà chưa có thấy làm việc từ thiện nó như thế nào á, đó thì cả nhà hôm nay chắc cũng cảm nhận được đúng không ạ?
chút xíu nữa mình sẽ quay trở lại để mình trả tiền gạo như thế nha, chứ mà giờ mình ở đó nó sẽ hỗn loạn hơn nữa. Bây giờ mình sẽ đánh một cái vòng nhẹ nhẹ để mình quay trở lại để mình gửi tiền chỗ đó. Bây giờ là 9 giờ 15 rồi nha cả nhà. Thật sự nếu mà hồi nãy mình sử dụng tiếp tục với cái số tiền của nhà hảo tâm á, mình cũng sẽ gửi được nữa cho bà con. Nhưng mà tình trạng hiện giờ ở đó nó không có được ổn định, chứ nó không có, rất là hỗn loạn, các nhà thấy đó, xô đẩy chân lớn rất là nguy hiểm. Thật ra mình quyết định mình kết thúc, chứ thật ra mình vẫn còn giữ số tiền của bác Phan Quang Cầu như là 800 đô, với đây mình còn như 300-400 ngàn gì đó các nhà. Với nhà hảo tâm nữa là một cô nhà hảo tâm ở Mỹ, mình vẫn còn giữ 500 đô đó, thì mình cũng có thể sử dụng hai cái phần quà của nhà hảo tâm này để hỗ trợ cho bà con. Nhưng mà do bà con không có trật tự, thêm cái nữa, cái quan trọng đầu tiên là ngay chỗ đó là một cái nhà ở của một cái người bán gạo thôi. Nói chung người ta không có, mình không muốn làm ảnh hưởng tới gia đình của họ, nên đã bắt buộc mình phải kết thúc video là như vậy đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến chỗ nhà bán gạo đó để mình gặp, để mình gửi tiền lại cả nhà ha, gửi tiền gạo lại. Hoàn cảnh khó khăn này nhiều lắm cả nhà, nhưng mà theo những cái sự ưu tiên của những nhà hảo tâm luôn luôn muốn hỗ trợ á, là những người lớn tuổi với những người khuyết tật. Đó là lý do tại sao mà mình là phải có những cái sự lựa chọn như vậy. Mà những cái sự lựa chọn của mình á thì cũng không thể nào mà hết được. Thì cái nhà thấy nguyên cái thành phố như vậy thì đâu thể nào mà có vài chục người mà khó khăn hay là lớn tuổi được, đúng không ạ? Có những hoàn cảnh nó nhiều dữ lắm cả nhà, nói chung là không hết được đâu. Đó, giờ mình quẹo lại lần nữa, đường một thân như cả nhà. Thông cảm nha bà con. Những hoàn cảnh mà mình phát cuối cùng, ngoài trừ cái tấm phiếu cuối cùng mà mình không kiểm soát thôi, chứ mà những hoàn cảnh mà mình gửi là đều vé số, vé chai, xe ôm hết nha cả nhà. Khuyết tật xe lôi. Hồi nãy anh đã nói em 9 giờ rồi. Vậy thôi chịu thua. Để lần sau đi em.
để lần sau đi. Lần sau đi, lần sau đi. Cho em gửi tiền cho. Rồi sau đây chúng ta sẽ trả tiền gạo nha cả nhà. Anh nói em bây giờ anh đã phát hết rồi. Không. Tại sao bà con không di chuyển nữa để con trả tiền gạo? Con đó hết rồi. $9.280.000. Anh ấy bán cho mình thì gạo thơm chỉ có 14.500 đồng một ký thôi nha cả nhà. Thì 640 ký là $9.280.000. Anh thấy hoàn cảnh hôm nay phát như thế nào anh? Bà con mất trật tự quá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92 triệu, 9.280.000 đúng không anh? Đúng rồi. Đây 9.280.000 nha. Đây là cái số tiền còn dư lại của nhà hảo tâm. Mình sẽ gửi cho anh này để anh ấy còn dư đây tiền gạo. Đó, đây còn bà con đó, anh muốn chia sau đó là quyền của anh nha. Đây còn trăm mấy đó. Rồi, bây giờ em không biết. Rồi, bây giờ coi như là mình đã xong rồi. Rồi thôi thôi cho anh ra coi, cho anh ra. Đó. Cho con ra, cho con ra. Rồi cái đó thì mình giải quyết bên đó đi. Chứ con là hết rồi. Con là sạch sẽ rồi. Không có gì trên đúng anh. Dạ. Dạ rồi cả nhà. Cái nhà thấy như thế nào? Mình còn hình như nãy còn 100 mấy chục ngàn. Mình quyết định đưa cho anh bán gạo luôn, để cho anh ấy tự chia gạo cho bà con đi. Chứ mà bây giờ ở đó là mình không ổn nữa rồi. Ví dụ giờ một người gạo anh bán 15 ngàn ký đi, nè anh bán có 14.500 à. Đó, thì coi như 15 ngàn ký thì anh cũng chia được khoảng chừng 8 ký. Để mình lên trên lộ bên đây cho mình cảm ơn nhà hảo tâm ha. Thì đường này thì nó hơi bụi với hơi dặn. Vậy rồi cả nhà ơi, vậy là sau một khoảng thời gian nói chung vừa hỗn loạn vừa quá đông bà con đến nhận và cũng như là những cái sự khó chịu của một người dân đó cả nhà, thì một lần nữa thì cảm ơn gia đình của chị Anh Thư rất là nhiều ở San Jose, Mỹ đã gửi về cho mình là 700 đô ha, là mình đã gửi đến cho những hoàn cảnh khó khăn trong ngày hôm nay. Kèm theo đó là cũng cảm ơn anh chị em cô chú bác đã bỏ thời gian theo dõi của video của Khương Nhật Minh.
Hẹn gặp lại anh chị em, cô chú bác vào video tiếp theo ha. Phương Nhật Minh cảm ơn các nhà hảo tâm rất là nhiều. Và kèm theo đó là cũng cảm ơn anh chị em mà thường xuyên xem video của mình. Đó, thì hôm nay đã là ngày 14 rồi, tháng 1, tức là 12 tháng chạp rồi cả nhà. Thì những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ với cả nhà về cái quang cảnh chợ Hoa Xuân ở tại Vĩnh Long cả nhà ha. Tại hôm nay mình đã bắt đầu thấy lên cây rồi. Lần nữa thì cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Khương Nhật Minh chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà luôn luôn sức khỏe và vui vẻ khi xem video này ạ.